Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách lập trình một đường tròn cho robot Yaskawa nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi động robot lên. Đó. Khởi động robot. Xong rồi khởi động phần máy hàng. Đó, máy hàng Motowell nha, 350. Rồi, hai cực âm dương. Đó, lên máy hàng. Đây là phần thông số. Ok. Rồi, này là phần tủ robot nè. Robot NX EA 1004. Đó. Theo là phần tay nha. Đây Yaskawa còn rất là mới. Rất ok. Đây mình sẽ hướng dẫn lập trình và test lấy dòng hàng cho anh em tham khảo. Rồi đó, bạn điều khiển lên rồi. Rồi mình sẽ bắt đầu vào tạo một chương trình nha. Để tạo chương trình thì chúng ta sẽ cứ đơn giản vào phần hộp job, bàn phím này thì cảm ứng, nếu không thì mình sẽ xài cảm ứng cũng vẫn được, không xài phím thoải mái tùy vào anh em nha. Rồi mình xài vào job, create new job, select job là chương trình mới nha, create new job là tạo chương trình này, chương trình mới, select job là mở chương trình có sẵn. Đó. Rồi mình sẽ vào create new job, rồi enter, rồi đặt tên chương trình thì mình sẽ cho hàng đường tròn, hàng hàng tròn nha, cho nhanh. Rồi enter, rồi chúng ta sẽ lưu, sẽ nhấn vào nút lưu enter như này này, phím này là enter nha. Ok, đó đó là chương trình, tạo xong một chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ điều khiển robot và lưu đường tròn, hàng đường tròn nha. Đường tròn thì đơn giản thì chỉ cần 4 điểm, 4 điểm để mình tạo thành một đường tròn. Đó, mình có ký hiệu 4 điểm sẵn đây. Thì anh em cứ đường tròn thì vẫn tương tự, thì mình sẽ demo 4 điểm này và lưu 4 điểm và robot nó sẽ di chuyển theo, thì mình mở dòng hàng đơn giản thôi. Ok, bắt đầu 4 điểm đường tròn thì anh em sẽ lưu đi hàng 5 điểm để cho nó quay về điểm cuối cùng nha, quay về điểm đầu tiên này và điểm cuối cùng. Đó. Rồi bắt đầu lưu, chúng ta sẽ mở servo, mở servo lên, rồi nhấn dưới servo đó, nghe tiếng tắt là đã đóng servo. Tiếp theo anh em sẽ lưu điểm đầu tiên. Điểm đầu tiên chúng ta lưu là sẽ ở vị trí ngay đầu của robot luôn. Thì chúng ta sẽ nhấn vào nút lưu thôi. Đầu tiên đường tròn thì chúng ta sẽ lưu mu c, còn tất cả các điểm còn lại thì sẽ lưu mu gì xin không. Thì mình sẽ đặt máy quay và quay nhanh phần này cho anh em xem nha. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu lưu điểm đầu tiên, thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này để lưu. Enter là lưu nha. Lưu. Đó, Muji điểm đầu tiên. VG là 0,78 là tốc độ di chuyển của nó đang rất là chậm. Thì anh em sẽ xíu nữa thì mình sẽ chỉnh thông số, mình sẽ di chuyển sau. Rồi đang chế độ 60 thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ XYZ này, phím này nha. Đó, 30 XYZ là tọa độ XYZ. Ok, sau đó chúng ta sẽ di chuyển robot lên vị trí điểm hàng nha, tăng giảm tốc độ này, hai phím tăng giảm. Ok. Rồi. Mình sẽ di chuyển robot lại ngay vị trí điểm cân hàng. Ok. Vị trí điểm thứ hai của bắt đầu vị trí điểm này là điểm đầu tiên của đường tròn. Đó, điểm đầu tiên của đường tròn. Rồi, điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ lưu vẫn tương tự và chúng ta sẽ chuyển sang mu C.
để lưu nút chuyển sang nút mu này, di chuyển đấy đó, mu lơ là hàng này là di chuyển đường thẳng này, mu c này đó, em cứ bấm điểm này, bấm nút phím này thì nó sẽ di chuyển đến đây. Ok, chúng ta sẽ lưu enter tiếp. Rồi đó là điểm đầu tiên của đường tròn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang điểm thứ hai nha. Di chuyển sang điểm thứ hai thì mình có làm dấu sẵn hai điểm trên này rồi, chúng ta sẽ di chuyển tới thôi. Rồi ok, đó là điểm thứ hai lưu. Rồi mình sẽ làm nhanh vào điểm thứ ba. Ok, đặt rồi tiếp tục. Rồi mình cũng còn lại bây giờ hàng ngay vị trí cái đầu chúng ta sẽ lưu tiếp. Ok rồi lưu. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển robot lên. Robot lên. Rồi giữa robot lên nha. Rồi chúng ta sẽ lưu ở Muji nha. Ok. Đó. Rồi xong đường tròn. Khá là đơn giản. Rồi đã có đủ các điểm đầu tiên xuống hai đường tròn. Rồi giờ mình sẽ cho chạy tự động để xem nó hoạt động như thế nào nha. Rồi trước hết sẽ chỉnh tốc độ, chỉnh tốc độ thông số kỹ thuật này. Chúng ta sẽ chuyển qua bên phần mu này. Chúng ta sẽ chọn vào Edit, chọn vào Change Speed. Đó, phần VG đó là tốc độ của Muji, tốc độ chạy trên không. Kiểm tra cho khoảng 10. Enter, rồi đã thay đổi thành 10 hết. Còn phần Muji V này thì chúng ta sẽ vào tiếp tục thay đổi tiếp. Chọn vào V. Rồi tốc độ này, tốc độ hàng 50. Ok. Rồi tốc độ chuyển sang 50. Ok. Xong rồi chúng ta sẽ chỉ cho robot chạy tự động nha. Chỉ cần chuyển qua auto, chuyển qua play. Bấm sạc vô. Rồi. Chúng ta nhấn start thì robot sẽ chạy thôi. Đây. Start. Đó. À, tốc độ Muse đang xuống khá là chậm. Rồi mình sẽ đổi lại nha. Dừng lại. Mình sẽ cho ngay chỗ này mình chèn thêm một điểm mua chế thêm một điểm mua L từ trên xuống nữa nha anh em. Okay. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu cho chạy tự động trở lại nha. Star này. Đó, robot đang di chuyển. Anh di chuyển xuống, chạy mỗi câu lệnh. Rồi sẽ di chuyển, này là chúng ta sẽ cho chạy không, đang di chuyển đường tròn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thêm câu lệnh hàng vào để cho robot tiến hành hàng test thử nha. Rồi chuyển qua test, chúng ta thêm dòng lệnh mở hàng và đóng hàng ở trong chương trình này. Rồi khi mở hàng là chúng ta sẽ có số 8 là add on, chọn vào AC. Rồi thì tùy vào dây của mỗi robot và test, con này thì mình lấy khoảng 80. Rồi AC thì mình cho khoảng 17 nha. Rồi nhớ chọn insert. Ok đó, xuống này ta sẽ tắt dòng hàng đi, trong 5 điểm hàng ta chắc chọn số 5.
đặt off. Rồi xuống chọn AC. Rồi thì chúng ta chỉ cho khoảng 70. Dòng sau thì sẽ nhỏ hơn dòng trước. Cho 15. Ok. Rồi insert. Ok, xong. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu cho hàng test thử. Tại vì phần này thì trong công ty mình thì đang hết khí, bình khí đang hết nên là mình sẽ cho hàng thử không dùng khí. Rồi món hàng nó sẽ xấu nên anh em thông cảm nha. Đó. Khí đã hết trơn rồi. Rồi mình sẽ cho hàng test cho anh xem, anh em xem cái đường tròn nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không đẹp. Ok, rồi đây. Rồi. Bắt đầu hàng nha. Tại vì không có khí nên đường hàng chúng ta sẽ bị rỗ, nhưng mà đường tròn thì đơn giản nó ra ra đó. Anh em cứ làm giống vậy thì sẽ lập trình được. Này thì phần thêm ít dây và xíu điện nữa thì đường hàng chúng ta sẽ đẹp ngay nha. Ok. Cảm ơn anh em, nếu thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Còn muốn liên hệ mua robot thì hãy vào phần mô tả. Có số điện thoại liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc một chọn vào website của công ty Trung Tính để xem robot và liên hệ trực tiếp